Bộ phim Đội quân quả cảm. Tập 37. Bộ tư lệnh quân Quang Đông, để đảm bảo lần này vẫn chuyển dàn, không xảy ra sơ sót gì, đã điều động liên đội Kusaba. Liên đội Kusaba, đó là một quân đội tinh nhuệ. Hắc tuyết cần được bảo vệ, vàng cũng cần được bảo vệ. Một đội quân đồng thời gánh vác hai công việc cảnh vệ thần thánh, đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Tư lệnh Kikoku, sân bay Triệu Châu không được sử dụng bao lâu rồi? Thưa ngài đại tá, sân bay quân sự Triệu Châu đã 2 năm chưa có chuyến bay nào rồi. Lập tức tiến hành kiểm tra, tu sửa toàn bộ thiết bị ở sân bay Triệu Châu. Đại tá Nojima, hành động lần này tôi muốn để Koshima phụ trách, bởi vì công việc lần này vô cùng quan trọng. Tôi quyết định giao cho thiếu tá Kimura đích thân giám sát chỉ đạo công việc tu sửa sân bay Triệu Châu. Rõ. Kimura nhất định sẽ không phụ lòng sự ủy thác của đại tá Nojima, đảm bảo sân bay vận hành an toàn. Kimura, cậu còn biết về phi hành sao? Một chút. Hồi ở Tokyo, từng tham gia đào tạo hàng không quân sự. Thiếu tá Kimura theo tôi đã nhiều năm, tôi hiểu rất rõ cậu ấy, cũng rất tin tưởng cậu ấy. Là một quân nhân đế quốc, cậu ấy luôn luôn đặt lợi ích của đế quốc lên vị trí cao nhất. Đây là điều rất nhiều người không làm được. Sân bay có một hệ thống chặt chẽ như hệ thần kinh. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Thiếu tá Kimura, tôi hy vọng cậu nhanh chóng hoàn thành công việc tu sửa sân bay Triệu Châu. Rõ. Cảm ơn đại tá đã tín nhiệm. Các vị, chúng ta hãy cùng nhau gánh vác trách nhiệm thần thánh của một quân nhân đế quốc, đem thứ tượng trưng cho sự giàu có là vàng an toàn vận chuyển về đế quốc Đại Nhật Bản với số lượng lớn, đem thứ tượng trưng cho cái chết và kinh hoàng là hắc tuyết để lại cho kẻ địch của chúng ta. Rõ. Tư lệnh, đây là tài liệu gấp ngài cần. Sửa sân bay để vận chuyển vàng, chuyện lớn như vậy, Nojima chỉ thông báo cho tôi biết. Anh ta coi tư lệnh thành Triệu Châu như tôi là con rối hay sao? Đúng vậy. Đại tá Nojima không còn tín nhiệm tôi bằng Kimura kia. Kimura, hắn mới đến Triệu Châu vài ngày, hắn hiểu được tình hình ở đây sao? Nhiệm vụ quan trọng như vậy, không tin tưởng người của tôi. Nojima, còn coi tôi ra gì không? Tư lệnh, tôi cảm thấy giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không? Phiên dịch tiền, chuyện gì anh không nên nói thì đừng xen vào. Đây là chuyện giữa quân nhân đế quốc chúng tôi, không đến lượt anh đánh giá. Kojima, Kojima, tiền tang, công việc tiếp theo vô cùng quan trọng. Hai người phải toàn lực phối hợp với thiếu tá Kimura, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tu sửa sân bay. Lô vàng này vô cùng quan trọng đối với đế quốc Đại Nhật Bản. Vì thiên hoàng bệ hạ, vì đế quốc Đại Nhật Bản, chúng ta không được phép có sơ suất gì. Rõ. Sửa sân bay để vận chuyển vàng. Đúng vậy. Kế hoạch cụ thể Kikoku không nói nhiều,
chỉ là phê duyệt tài liệu, điều động số lượng lớn trang bị, lập tức tiến hành tu sửa. Vàng lúc nào chuyển đến Triều Châu? Nghe nói là sắp đến nơi rồi. Sửa sân bay không phải là chuyện nhỏ. Tôi nghĩ chúng ngoài vận chuyển vàng, chắc chắn còn mục đích khác. Ý anh là tôi nghi ngờ nó có liên quan đến kế hoạch Hắc Tuyết. Đồng chí Nghĩa Lai, anh lập tức nghĩ cách tìm được bản đồ mỏ vàng ở Mương Lão Lĩnh. Nhất định phải tra rõ chúng rốt cuộc muốn làm gì. Được, tôi về ngay đây. Nhị Đông, sao cậu lại nỡ bỏ lại tôi rồi đi một mình như vậy? Tiểu Cầm, đừng đau buồn nữa, chú ý sức khỏe. Nhị Đông, tôi coi cậu như con trai ruột của mình. Tôi giao cả chuyện hậu sự của tôi cho cậu rồi. Sao cậu nói đi là đi như vậy? Không ngờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhị Đông, sư phụ không nỡ rời xa cậu. Cha, xin cha bớt đau lòng, sau này vẫn còn con và Tiểu Cầm. Nhị Đông, chị sẽ không để cậu đổ máu một cách vô ích. Chị nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho cậu. Hai cậu ở quán trò nhỏ đối diện Bách Phúc Lâu, đến lúc đó có người tiếp ứng cho hai cậu. Nếu đến ngày 26 vẫn chưa có tin tức, hai cậu lập tức quay về. Cậu ấy đi cùng tôi sao? Đừng động lắm, đổ người khác đi. Nói gì hả? Ai đừng? Nói cho anh biết, tôi đây không sợ gì hết. Cái mạng này do tiểu đoàn trưởng cứu về, tôi còn muốn lập công đây. Lão Út, cậu nghe cho kỹ đây. Lần này vào thành không phải để cho cậu lập công. Tôi thấy cậu khá nhanh nhẹn nên cho cậu đi thám thính giúp quan khuê. Đi đi, đi thôi. Mẹ ơi, Đại Khuê, Bách Phúc Long, làm một bữa đi. Làm gì mà làm, chúng ta còn có nhiệm vụ. Đi, chán nhất. Được lắm Đại Khuê, sau này chúng ta vào thành cứ ở chỗ này đi. Cậu nghĩ gì vậy? Lúc nào cũng đợi cái tốt. Lần này ở, lần sau không ở nữa. Mỗi lần ở một chỗ, chú ý an toàn. Người anh em, lần này tôi xuống núi học được cái mới. Đi. Đại Khuê, đồ Tết đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vội vàng cái gì? Ngày mai mới có 26. Đừng nhúc nhích. Đứng im. Đi vào lục soát. Thái quân, tôi lục soát. Hai người làm gì đó? Báo cáo trưởng quan. Chúng tôi làm nông. Làm nông? Làm nông vào trong thành làm gì? Lão gia trong nhà mừng thọ.
và mua ít đồ. Mua ít đồ. Hai người cũng mua không ít ha. Mua những thứ gì? Mấy thứ đồ ăn uống thôi. Nói cho cậu biết, trong thành không được yên bình. Không có việc gì đừng đi lung tung. Dạ dạ dạ. Cẩn thận để thổ phỉ cướp mất. Tôi nghe thấy rồi, trưởng quan tôi sẽ chú ý. Thái quân, họ là người dân bình thường. Lục soát nhà tiếp theo. Rõ. Trưởng quan đi thông thả. Đóng cửa, đóng cửa. Ôi mẹ ơi, Đại Khuê, tôi còn tưởng bọn Nhật phát hiện ra chúng ta rồi. Là Út, thu dọn đồ đạc đi thôi, mau. Nhiệm vụ chưa hoàn thành mà. Tôi biết rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Được. Báo cáo, vào đi. Giang đại ca, anh tìm em. Đây là thuốc Quan Khuê mua từ trong thành về cho dì. Lát nữa em mang cho dì. Được. Dễ cái này làm gì? Em xem đi. Người Nhật sửa sân bay Triệu Châu để vận chuyển vàng. Vàng ở đâu ra? Không cần biết vàng từ đâu ra, chúng ta phải giữ nó lại. Lũ Nhật này. Đại tá Nojima, tối nay tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Dân. Tư lệnh. Đại tá Nojima kia lại ra lệnh cho ngài rồi. Ngài tư lệnh, ngài thật sự quá nể mặt anh ta rồi. Anh ta lại muốn ta đi gặp tấm bia đá của anh ta. Chính là kẻ nằm vùng đó. Đại tá Nojima vẫn luôn coi trọng người này, khen năng lực của anh ta lên tận trời xanh. Tôi thấy chưa hẳn. Đúng vậy. Lần trước tình báo ở Hổ Đầu Lĩnh đã khiến chúng ta uổng công đi. Nói vậy là lần trước tình báo ở đỉnh Đại Thanh cũng do người này cung cấp. Xem ra người này ẩn nấp rất giỏi. Hy vọng lần này cậu ta cung cấp cho chúng ta tình báo có giá trị. Cái gì cái gì? Ông chủ Diệp không có ở đó. Sợ hãi tôi tìm ông ấy có việc là ông ấy lại không có ở đó. Như vậy đi. Đến nhà hàng Nga. Cái gì? Tiểu đoàn độc lập lại quay về Hắc Phong Lĩnh. Tin tức chính xác chứ? Chính xác. Tư lệnh Kikoku, tiểu đoàn độc lập của Giang Đức Nguyên có thể nói là đi lại tự do dưới sự quản lý của anh. Tôi lập tức phái người đi tiêu diệt Hắc Phong Lĩnh. Tư lệnh Kikoku, sự cộc cằn lỗ mãn của anh làm hỏng chuyện còn ít lần sao? Anh muốn để Giang Tuyết Nguyên liên tục dắt mũi anh sao? Đại tá Nojima, ý của anh là Hắc Phong Lĩnh địa hình phức tạp,
Lần này họ về, chắc chắn thiết lập lại biện pháp phòng bị, trực tiếp tấn công tiêu diệt, e là sẽ có tổn thất lớn, chỉ bằng dụ địch xuống núi. Dụ xuống núi? Tốt lắm, tấm bia đá của tôi. Kế hoạch của cậu rất tốt. Bắt đầu từ bây giờ, cậu phải bảo vệ bản thân thật tốt. Chưa tiêu diệt được hết kẻ địch, cậu không được để lộ thân phận. Ở vùng núi hẻo lánh, cách thức liên lạc mới của cậu là ai? Quay về nhà hàng Nga. Tao thay mặt tiểu đoàn độc lập giải quyết mày. Chuyện gì vậy? Cậu thích khách, cậu đừng đánh nhau với hắn. Cậu muốn để lộ thân phận sao? Đi mau. Rõ. Cái gì? Có thích khách hành thích tấm bia đá. Không lẽ cậu ta bị lộ rồi sao? Anh chắc chắn là do người của tiểu đoàn độc lập làm chứ? Điều này không dám chắc chắn, bởi vì tấm bia đá nằm dùng ở Trung Quốc rất nhiều năm rồi. Biết đâu đắc tội với người nào đó. Anh cảm thấy kế hoạch của tấm bia đá thế nào? Tôi thấy rất tốt. Dù địch xuống núi, một mẹ tóm gọn. Bây giờ tôi cần tìm một người có quan hệ với Hắc Phong Lĩnh, một người có thể nói chuyện với tiểu đoàn độc lập. Kikoku, anh ở Triệu Châu nhiều năm, tôi tin rằng anh chắc chắn có cách. Ngài đại tá, tôi nghĩ đến một người thích hợp. Báo cáo Thái quân, cái này là thổ phỉ ở trên núi dùng. Thổ phỉ? Tôi thấy người của Hắc Phong Lĩnh từng dùng cái này. Ở đây ai tên Tam Đạt Tử? Cậu ta? Tôi là Tam Đạt Tử.
Đi theo tôi. Sao vậy? Thái quân, tôi có làm gì sai đâu. Đi mau. Đi đi, ngài đi trước. Anh dạy tôi đi đây. Tiểu đoàn trưởng, đi đâu vậy? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Không hỏi anh. Được rồi, canh chừng cho tốt đi. Tôi sắp chết rồi. Vì nó à, tôi cầu xin bà. Cầu xin bà. Bà mau lên. Đi, đi tìm nhị nha đầu. Cho tôi hút tí thuốc, được không? Tôi cầu xin bà. Tôi nói ông nghe, tôi lục tung chiếc hòm rồi, hết thật rồi. Tôi không tin, bà biết không? Lúc nó tịch thu thuốc của tôi biết rõ là còn bao nhiêu, bà biết không? Nếu không có ai động đến, không ai hút, chắc chắn vẫn còn, bà biết không? Tôi cố gắng lên. Tôi cầu xin bà, vì nó à. Tôi cầu xin bà. Mau lên, tôi sắp chết rồi. Để cho tôi chết đi. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Được rồi. Bà xem, sắp đến Tết rồi. Đừng để xảy ra án mạng. Tôi đi. Tôi đi đã được chưa? Cái đồ nghiện ngập này. Tôi khó chịu quá. Phượng Nhi. Dì, dì đi đâu vậy? Dì, đừng tưởng cháu không biết. Dì tự ý lục hòm của cháu, đó là vi phạm kỷ luật. Theo quy định phải giam dì lại. Đừng đổ oan cho dì cháu. Là chú bảo dì ấy đi tìm. Muốn giam thì giam chú đi. Hôm nay cái mạng này của chú hai sẽ giao cho cháu. Chú hai, chú giao mạng sống cho cháu. Vậy chẳng phải muốn lấy mạng cháu sao? Chú làm gì đây? Chú nhìn mình đi. Cả doanh trại chỉ có mình chú hút thuốc phiện. Chúng ta là quân đội kháng Nhật nghiêm chỉnh. Cháu là đại đội trưởng. Chị biết bôi đen cho cháu. Nói đúng đó. Ông nói đi. Cái thứ đó không phải trên trời rơi xuống, dưới đất mọc lên. Ông hút đến khi nào? Ai nói vậy? Rơi từ trên trời xuống, mọc từ dưới đất lên. Năm sau, năm sau tôi sẽ trồng khắp quanh núi. Tôi phải hút một lần cho đã. Chú dám? Đứng lại, đứng lại, đừng nổ súng. Tôi đứng lại, không nhúc nhích. Đến thám thính đúng không? Im miệng, chắc chắn đến thám thính rồi. Người một phe, tôi không nhúc nhích. Im miệng, còn nhúc nhích tôi bắn dở sọ. Đây, hai con đường. Một là bắn chết chú đi, hai là cho chú hút. Cháu chọn đi. Nếu chú không phải là chú cháu, cháu thật sự sẽ bắn chết chú. Nhị nha đầu, nếu cháu thật sự cầm súng bắn chết chú cầu còn chẳng được. Bây giờ chú sống còn khó chịu hơn là chết. Thật đó. Nhị nha đầu, bắn chết chú đi. Nào, nào, chú làm gì vậy? Cầm lấy. Chú làm gì vậy? Nhị nha đầu, cháu cầm gì trong tay vậy? Làm gì? Chú muốn làm gì? Buông ra. Chú biết nhị nha đầu thương chú mà. Chú biết mà. Nhị nha đầu đến cứu chú hai rồi. Heh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 
Hút đi, hút đi. Còn hút nữa thì thành kẻ bỏ đi luôn. Vào đi, đại đương gia. Tên này đang ở dưới núi thám thính, bị tôi bắt lên đây. Không không, tôi không đến thám thính. Tôi lên núi để báo tin cho đại đương gia. Cậu là Lý Mã Tử. Tam Đạt Tử. Đại đương gia, hôm nay anh tự mình dí vào họng súng của bà cô đây. Đợi đã, ra ngoài, ra ngoài. Đừng bắn máu thối lên phòng chú. Nói đi, muốn chết thế nào? Tôi muốn gì chứ? Đại đương gia, cô bớt giận đi. Cô nghe tôi nói hết đã, giết tôi cũng không muộn mà. Có gì để nói? Năm xưa anh và anh tôi cùng đi cướp, anh nuốt trọn của cải, việc này cho qua. Ngoắt một cái anh trở thành Hán Giang, còn làm đội trưởng gì đó. Tiểu đội trưởng đội cảnh vệ trị an. Vậy còn gì để nói? Lôi ra ngoài bắn chết đi. Đại đương gia, đại đương gia, tôi đến lấy công chuộc tội. Đến để lấy công chuộc tội. Đặc khinh, lấy công chuộc tội. Nói cho cậu biết, cậu lập công đến mấy cũng không chuộc được tội của cậu. Có biết không? Chuộc được, chuộc được. Đại đương gia, cô hãy tin tôi. Tin anh. Không biết tên khốn như anh lại có ý nghĩ xấu xa gì. Tôi thì có ý nghĩ xấu xa gì chứ, đại đương gia? Phải, Tam Đạt Tử tôi không phải con người, tôi là con chó. Nhưng mà con chó cũng phải nhìn mặt chủ. Tam Đạt Tử tôi là Hán Giang, nhưng Hán Giang cũng có tính toán và cách sống của Hán Giang. Không giấu gì cô, những năm qua tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Làm việc cho người Nhật thật sự không phải con người. Tôi, nhưng mà chó sợ thói quen xấu, người sợ không chí khí. Vì cái miệng này, vì cái bụng của già trẻ trong nhà tôi, tôi nhẫn nhịn chịu đựng. Anh thà nhẫn nhịn chịu đựng làm chó, cũng không dám ưỡn ngực cao đầu làm người. Đáng đời. Phải, cô nói không sai. Nhưng cũng phải tùy theo hoàn cảnh. Cô nói xem, thế nào là con người? Có tiền mới là con người. Tam Đạt Tử tôi chỉ có 100 mẫu đất, 10 căn nhà, 2 cái xe, thì tên khốn nào chịu làm chó cho người Nhật Bản chứ? Nói những lời này đã muộn rồi. Không muộn, không muộn. Đại đương gia, Tam Đạt Tử tôi sắp vào rồi. Thằng nhóc này, nói gì vậy? Tôi nói Tam Đạt Tử tôi không, chúng ta sắp có cơ hội lấy vàng rồi. Sắp rồi. Cút. Lừa ai hả? Có chuyện tốt như vậy, cậu còn đến báo tin cho chúng tôi sao? Vậy lừa ai chứ? Nếu số tiền đó một mình tôi có thể lấy, thì đừng hòng tên khốn nào đòi chia với tôi. Nói chuyện tử tế với chú hai. Cẩn thận đá chết anh đó. Nói tử tế, nói tử tế. Nhị đương gia, chuyện là như vậy. Mấy hôm nay người Nhật vận chuyển không ít vàng đến Triệu Châu. Lô đầu còn không cho chúng tôi đi cùng. Nhưng tôi là đội trưởng, tôi phải đi phía trước, đúng không? Tôi lên phía trước xem thử. Cô đoán là gì? Mẹ ơi, toàn là vàng. Nhìn thấy thôi đã ngứa ngáy cả người. Đều là đồ của người Trung Quốc, là đồ của tổ tiên chúng ta để lại. Sao có thể để bọn Nhật mang đi được, đúng không? Không sai. Mau nói đi, vận chuyển đi đâu? Ngân hàng Đại Đông Á. Đi đâu? Ngân hàng Đại Đông Á. Tiêu rồi. Đưa đến Ngân hàng Đại Đông Á rồi. Vậy làm sao chúng ta lấy được? Chúng ta không lấy lô đó, còn lô thứ hai. Còn lô thứ hai. Lô thứ hai có bao nhiêu? Bao nhiêu?
Nguyên một xe, ông tính xem bao nhiêu? Rất nhiều. Tam đặc tử, hôm nay cậu đến để ra vẻ với tôi phải không? Làm gì có. Nếu vậy khác gì tôi tự tìm đến cái chết. Ông nghĩ xem, tôi từng có xích mích với các người, tôi trốn còn chẳng kịp nữa, tôi còn đến đây ra vẻ gì? Tối nay bọn họ vận chuyển vàng đến. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này một mình tôi làm không được, cho nên mới đến nhờ các người. Trúc, về Hắc Phong Lĩnh. Không, chúng ta đến Triều Châu. Tam đặc tử, anh không sợ chúng tôi giết anh sao? Rồi nuốt trọn số vàng đó, sợ chứ? Nói thật lòng, tôi thật sự rất sợ. Nhưng chuyện này tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu lần này thành công, vì tam đặc tử tôi cả đời này sẽ được vinh hoa phú quý. Nếu lần này thất bại, chết trong tay ai mà chẳng là chết. Dù sao tôi cũng đến đây rồi. Nếu các người không muốn lô vàng đó, vậy tôi tự nhận mình xui xẻo, các người giết tôi đi. Nhưng nếu các người cũng muốn lô vàng đó, vậy các người không thể thiếu tôi được. Tôi có thể lái xe dẫn đường cho các người. Hơn nữa các người giết tôi cũng không được lợi gì, đâu cần phải làm vậy. Cô cứ nghĩ mà xem. Lão Út, nhốt anh ta vào kho, tăng cường canh gác. Nếu anh ta dám bỏ chạy, cứ nổ súng bắn chết anh ta. Lão Út, nhớ kỹ đó, chuyện này không được nói cho ai biết. Đại đương gia, cô phải suy nghĩ nhanh đó. Tôi còn phải quay trở về nữa. Nhanh lên, bớt lẩm nhảm đi, tối nay là vàng đến rồi. Mở cửa, vào trong. Làm gì? Ở im đây. Không thành thật là tôi lôi anh ra ngoài. Khóa lại. Chú hai, chú nói xem chuyện này phải làm sao. Nhìn bộ dạng của tam đạt tử, không giống nói dối. Hắn không có gan lớn gì đâu. Cháu thấy anh ta bị tiền chi phối rồi. Tên này muốn giờ giết lần cuối rồi rửa tay gác kiếm. Lần này không thể dễ dãi với cậu ta được. Tên đó quá khốn nạn, quá đáng ghét, không ra thể thống gì. Lần này chúng ta ác lên một chút, sau này lấy được vàng rồi bắn hắn chết. Vậy thì không cần. Có rất nhiều người muốn giết hắn, đợi hắn có tiền rồi sẽ nhanh chết hơn. Chúng ta đâu cần rước thêm tiếng xấu bất nhân bất nghĩa. Vậy cháu muốn làm gì? Cháu đang nghĩ chuyện này có nên làm hay không. Còn phải suy nghĩ gì nữa? Người ta dâng thịt mỡ đến tận miệng chúng ta, chúng ta quay mặt bỏ đi sao? Làm chứ. Làm sao? Làm. Cháu cũng nghĩ là nên làm, nhưng cháu thấy chuyện này nên nói một tiếng với Giang đại ca. Nói thế nào? Cậu ta dẫn người xuống núi rồi. Vậy để anh ta quay về rồi nói. Vậy thì muộn rồi. Chú hỏi cháu, lần này cậu ấy xuống núi có nói với cháu không? Cậu ấy đi làm gì? Đi thực hiện nhiệm vụ. Có nhiệm vụ, không nói đúng không? Trong lòng họ không có người của Hắc Phong Lĩnh chúng ta, xem thường chúng ta, cháu biết không? Chúng ta làm chút chuyện gì đó, cháu phải cho Giang đại ca thấy bản lĩnh của Quả Phượng Hoàng cháu. Đúng, phải để cậu ta mở rộng tầm mắt, cho cậu ta biết chúng ta không phải người vô dụng. Đợi chúng ta lái xe đem vàng lên núi, cho họ ngước dài cổ như con ngu cao cổ vậy.
Chú hai, thật ra Giang đại ca cũng từng nói với cháu về chuyện cướp vàng. Vậy càng phải làm rồi. Chú nói xem, liệu đây có phải cái bẫy không? Cái bẫy? Nếu thật sự là cái bẫy, vậy tên khốn Tam Đạt Tử không muốn sống nữa rồi. Cháu nhìn bộ dạng hèn nhát của hắn đi, giống kiểu không muốn sống nữa sao? Cháu cho hắn tiền, hắn có thể bán cả tổ tiên 8 đời nhà hắn như bán sắc dụng. Cháu tin không? Được. Vậy tối nay chúng ta hành động, tập hợp mười mấy người mang theo vũ khí, nhất định phải giữ bí mật. Được. Tình hình lúc đó là như vậy. Suýt chút nữa là tôi giết được tên gián điệp đó rồi. Tuyết Nguyên, người này rốt cuộc là ai? Các anh có manh mối gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có, nhưng tôi sẽ nhanh chóng điều tra. Cậu nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho bất kỳ ai. Yên tâm đi. Còn một chuyện nữa, hôm nay tôi nghe Kikoku nói Nojima vẫn yêu cầu tiếp tục bắt người, mục tiêu vẫn là thanh niên cường tráng khỏe mạnh. Anh nói xem, họ bắt nhiều thanh niên cường tráng khỏe mạnh như vậy đến Mương Lão Lĩnh làm gì? Rốt cuộc là làm cái gì ta? Từ những dấu hiệu trước mắt cho thấy, tôi phán đoán mỏ vàng ở Mương Lão Lĩnh không phải nơi đóng quân bình thường, chắc chắn có quân đội sinh hóa của Nhật ở đó. Quân đội sinh hóa? Đúng vậy. Lúc ở Liên Xô tôi nghe người ta nhắc đến Nhật Bản có một đội quân bí mật như vậy. Chúng chuyên bắt người sống để làm thí nghiệm, sau đó đem kết quả thí nghiệm dùng trên chiến trường để đạt được sức sát thương và tính phá hủy lớn nhất. Chẳng trách ngay cả Kikoku cũng không biết tình hình của Mương Lão Lĩnh và Nojima. Quân đội Nhật Bản trước giờ không nhắc đến quân đội này. Bây giờ tôi có thể khẳng định kế hoạch Hắc Tuyết và Nhạc Chi nói chính là chiêu trò Nojima đang thực hiện. Như vậy đi, anh lập tức điều tra rõ tung tích của vàng, đồng thời nhanh chóng lấy được bản đồ mỏ vàng của Mương Lão Lĩnh. Được. Phượng Nhi, tối om như vậy cháu đi đâu? Mộng Du à, cháu đi thực hiện nhiệm vụ. Dì đừng nói cho người khác biết đó. Dì mau ngủ đi. Mau ngủ đi. Cháu cẩn thận chút. Không thể đi được, bọn họ có thù với tôi. Nếu tôi đi thì chỉ có con đường chết. Hơn nữa tôi không thể lừa họ như vậy. Tôi xem ra cậu cũng rất có nghĩa khí. Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu đi hay không? Thái quân, tôi thật sự không thể đi mà, xin ngài hãy tha cho tôi. Thái quân, vào đây. Cha ơi, cha! Con trai, con trai! Cha ơi, cha! Thái quân, xin hãy tha cho chúng tôi. Tha cho con tôi đi, xin hãy tha cho chúng tôi. Xin ngài tha cho chúng tôi, hãy tha cho chúng tôi. Tha cho thằng bé đi, cầu xin ngài mà. Nói đi, đi hay không? Tôi... Cha ơi! Thái quân! Ôi! Bây giờ đã đi được chưa? Cha ơi, Tôi đi. Tốt. Mời đại tá Nojima. Rõ. Cha, con trai,
Con trai, cha, cha ơi, con trai. Chính là hắn sao? Thái quân, đừng sợ chàng trai, đừng sợ, đứng dậy nói chuyện đi. Nào, đứng dậy nói chuyện. Lời của tư lệnh Kikoku, cậu đã ghi nhớ chưa? Báo cáo Thái quân, chỉ cần tôi không mất đầu, sẽ không quên được. Rất tốt, chàng trai trẻ. Chỉ cần cậu dẫn họ đến địa điểm đó, chức phó đại đội trưởng đội cảnh vệ Triệu Châu và cả số vàng này đều thuộc về cậu. Tôi sẽ đợi cậu ở đây.